Cây cầu này xây xong đã 3 năm, thế nhưng chẳng mấy phương tiện có thể lưu thông. Lý do là vì cầu chưa có đường dẫn. Cầu treo thác ngấn nối thôn 2 với các thôn 4, 5, 6 của xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trước khi có cầu, người dân hoặc chọn đi đường vòng dài hơn 5 km để di chuyển qua phía bên kia hoặc chấp nhận mạo hiểm lội qua suối. Sau khi có cầu, điều tích cực hơn có chăng là bỏ bớt được lựa chọn lội qua suối. Đường dẫn nối từ thôn 4 lên cầu còn 300 mét chưa thể thi công do ảnh hưởng phần đất ruộng của 6 hộ dân và đất vườn của 3 hộ dân khác với tổng diện tích quy hoạch 1.200 m². Trong khi chính quyền xã đang tìm cách tháo gỡ vướng mắc thì cầu treo thác ngấn đã có dấu hiệu xuống cấp. Để đó nó sập xuống này, đây thì nó thanh niên chứ còn nó phụ nữ hay là những đứa nít thì nó thấy nó rất là nguy hiểm. Rồi đó như anh thấy đó là coi những sụt lún rồi đi ban đêm là đâu có đi mà không sẵn sàng là té rồi. Kè chắn bảo vệ mố hư hỏng, lớp bê tông bong chóc để lại một phần lõm ăn sâu vào mố cầu. Xây xong 3 năm chưa thể sử dụng, giờ đây người dân lại thêm ngán ngẩm nhìn cảnh cây cầu xuống cấp dần. Ông Nguyễn Phú Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên An cho biết, chính quyền xã đang cố gắng giải quyết vướng mắc với các hộ dân có đất phần thi công đường dẫn. Về việc cầu xuống cấp, huyện Tiên Phước cũng đã hỗ trợ xã kinh phí để sửa chữa trước mùa mưa lũ năm nay. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.